Người mẹ vụ nữ sinh trường quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh bị bạo lực học đường tung bằng chứng tô giác mới. Tối ngày 27 tháng 5, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước vụ việc một nữ sinh trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bạo lực học đường. Cụ thể ngay khi phát hiện con gái bị bạn học đánh bầm tím, xước xác hết cả người, phụ huynh của nữ sinh này đã lên làm việc với nhà trường. Tuy nhiên phía nhà trường có thái độ thờ ơ không hợp tác, thậm chí còn liên tục đuổi các bậc phụ huynh này ra khỏi trường, điều này khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Sự việc bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi một số người có ý định tẩy trắng cho cô bé có hành vi bạo lực học đường. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên TT đã đăng tải video bên vực nữ sinh áo xanh đang đánh bạn. Dưới bình luận còn mạnh miệng tuyên bố: "Thật ra trong sự việc này ai cũng sai, người sai chính, người sai 10, nhưng mọi người đi chỉ trích bạn kia nên thôi em đăng video này. Gọi bạn lên đánh không sai, đó là đúng." Theo một số cư dân mạng, TT chính là bạn trai của nữ sinh áo xanh và đang có ý định tẩy trắng cho cô. Một số ý kiến khác lại bóc phốt KT, nữ sinh có hành vi bạo lực học đường đang lập kênh YouTube để tẩy trắng cho bản thân. Bức xúc trước điều này, THT, mẹ bé gái bị bạo hành đã tung bằng chứng tố cáo. Qua khoảng 14 giờ 49 cô có mặt ở cổng trường để đón ốc qua thăm cơ sở bên IB. Ốc hoàn toàn giấu cô, cô gạ mãi mới cho cô chụp hình và mắt sưng húp, tay giấu thế kia rồi. Đến khoảng hơn 4 giờ cô đi về thì ốc mới nói mẹ qua trường để gặp bố mẹ các bạn con bị đánh và à khóc. Trước đó, sau khi đánh bạn, nữ sinh áo xanh còn ăn vạ và nói rằng mình là người bị hại để dắt mũi dư luận. Tuy nhiên, theo chia sẻ của phụ huynh nạn nhân, nữ sinh này một mình đánh lại bốn bạn học khác vì mang đai đen karate. Con chị vì thế giữ ghế cho một bạn khác trong chuyến du lịch hồi tràm mà đắc tội với bạn tên A. Dù con gái chị T lịch sự trả lời rằng ghế đó đã có người ngồi, thế nhưng sau đó A lại tìm đến và đấm vào ngực, đánh, cào sát xước người, con chị ngay tại khuôn viên trường học. Tuy nhiên về phía nhà trường lại chối bỏ trách nhiệm, nói rằng đánh nhau ngoài cổng trường, chưa dừng lại ở đó, nhiều học sinh khác còn tường thuật rằng A đã chuẩn bị nhân lực và vật lực để tiếp tục hành hung, thậm chí là giết cậu chị T. Hiện tại, vụ bạo lực học đường ở trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nạn nhân bị bạo lực học đường hiện đã thôi học vì nhà trường vô trách nhiệm, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.